Hi em và chào mừng quay trở lại với channel Sĩ Z. Mình vừa để lỡ mất một trận Q3 anh em, cay quá. Trận đấy ra hai thẻ tăng sao anh em ơi. Mình chấp hai thẻ tăng sao để mình bán thứ Norman đi à. Mình chấp hai thẻ tăng sao để mình chờ ra Q3. Cuối cùng bị các bạn ấy vả cho tan nát anh em ơi, cay quá. Tiếc thật. Thế ở đấy suýt Q3 lắm rồi, suýt soát được Q3 lắm rồi. Buồn. Buồn. Khá nhiều Norman này. Thế luôn, cái đấy sát với con Q3 lắm rồi, không còn cái giấc mơ nào nó sát với con Q3 của mình hơn như thế nữa anh em ơi. Sát con Q3 lắm rồi. Buồn thật. Chỉ còn một con Q nữa là được mà. Cái thế. Cái trận đấy nó các bạn này đánh cũng hay cơ. Mấy con teo ở đấy nó giảm bắt được con quy của mình, con quy mình xuống nó chả đấm được phát nào. Toàn bị kiểu một phát ăn choáng ngang luôn ấy. Không làm gì được. Mà quy mà quy nó chỉ bay xuống mà mình chả xếp hướng nó đúng lắm đảo ngược hướng lại, nhưng mà nói chung là tiếc con quy ba quá. Em này khá khỏe nhỉ. Em thì chơi thử chiến thuật mới nhé, em up 4 tướng sớm, chịu thọt tí vàng nhưng mà chắc chắn có chuỗi thắng hơn nếu mà anh có tướng khá là ngon. Giữ máu tốt anh em, anh thấy giữ máu tốt. Có tướng rồi. Phát này có thể để con lau này vào đây cũng được này. Thế pháp sư con rat. Thôi cũng không cần đâu, bán hàng bio đi. Vâng, rat này đấm được. Rat này đấm được con rat kia. Đấm được con floor kia. Floor xin đôi à? Căng nhờ. Floor mình có thêm ngọc đại, mình có thêm thịt máu, may sống. Xong chịu thọt hai vàng. Chịu thọt hai vòng nhờ 12 vàng này. Xong rồi 12 vàng nữa là 24. 24 là 46, 46 mình nâng cấp lên là sao mình cho thêm con lau rồi thôi. Đó, em chịu thọt hơn một tí vàng, chắc là thọt khoảng cũng nhiều vàng đấy, thọt cũng thọt nhiều vàng đấy. Đến năm sớm thì có tỷ lệ ra tướng 4 vàng, 5, 3 vàng nhiều hơn. Mình lên năm sớm nhất nhỉ. Xuống thứ hai à, anh cũng lên này. Anh lên làm gì ta? Không chờ nốt đi. Không sao, một trận đen rồi chắc là lại để một trận đỏ anh em ơi. Mà hai trận trước đen mà, trận trước đen đen đã mà. Q3 của tôi nó không đen thì nó lại hơi kỳ. Mày vào đây à? Một con floor xiên luôn, một con floor đứng đây. Floor này xiên luôn cho đứng vào đây đi. Thương bắt đáy bên này. Đứng ở đây xiên luôn này luôn. Nhờ. Trận này anh em nhìn đồ này biết đánh mình đánh gì rồi đúng không? Mình sẽ không cần nói nữa nhá. Nhìn quả đồ này. Ừ,
ra truy hồn nữa thì xong luôn đấy, ra thêm cái sách truy hồn nữa. Và dạo này mình thấy cái chuỗi thua cứ làm sao sao, mình thấy chuỗi thua đồ nó cũng xấu xấu kiểu gì bẩn bẩn đấy nè. Chuỗi thắng thì tất nhiên đồ nó sẽ xấu hơn rồi, nhưng mà kiểu chuỗi thua đồ nó xấu là mình kiểu không lật được kèo, xấu điên. Không phải xấu lắm đâu, hay kết liềm sẽ hay kết hơn nhỉ, sẽ hay kết hơn. Alice thì tí nữa lấy lại sau cũng được anh em ơi. Alice lấy tí nữa. Phương bắt đáy bên này. Chắc là sẽ bắt được con floor thôi. Không có gì. Cho rat, rat đấm được không nè. Liềm. Xuyên trước, ok ngon. Đấm được một phát nữa ngon. Đấm được hai phát là ngon. Floor kia mình sao chết đấy nhỉ? Không biết tại sao ta. Với cả anh em có cái chuỗi thắng sớm mà anh em chuỗi thắng kiểu dài ấy, thì em sẽ có tỷ lệ anh em khả năng lên 7 lên 8 sớm hơn này. Là đã có nhiều tỷ lệ phần trăm mà anh em lấy được rồng, lấy được nắc hơn rồi. Nên là anh em chơi H8 có thể, nhưng mà có được chuỗi thắng thì cố gắng lấy chuỗi thắng nhé. Cố gắng trước để chuỗi thắng là được. Cũng cần nhiều trợ thủ nữa nhỉ. Mình đánh trợ thủ không? Trợ thủ à? Đồ này ba đồ này, hai đồ kia cho Narcot, hai đồ này cho Narcot. Narcot hai đồ trợ thủ cũng được anh em ơi. Khá là khỏe đấy. Mình cũng thích đánh bán thần ấy. Thú chắc là nó không đánh thú này. Mà này có thể trợ thủ được này. Grab thì cứ để đây đi. Anette này thì chắc giữ một con này hay giữ hai con? Giữ hai yên tâm. Norsian lau ulti một phát chết hai này. Norsian ok, đánh thường là chết floor này rồi. Đen đi nhỉ, chắc chỉ đen đi kìa nhỉ. Để mình có lỗi gì không? Đen không? Đen không? Malocco thì chắc không dùng này. 12 con voi à? Khá dễ, trận này mình phải xoay trợ thủ anh em ơi. Nhưng mà 12 con voi mà các bạn đi tranh nhau voi mình cũng hơi khổ lắm. Hai bạn top dưới tranh nhau voi à? Chuyển đôi. Ủa quả đấy hình như con floor kia mình chưa nhân đôi đam hay sao ấy. Chứ làm gì mà floor mà kẹp hay kết không xin được con floor hai cùn này. Lỗi à? Tính năng à? Chắc mình chưa nhân đôi đam chứ. Câu 2 phát luôn. Cũng được.
13 con voi à? Đánh cái bán thần không nhỉ? Liệu có cái giấc mơ đấy không? Giấc mơ đánh bán thần. Ừ, mình chưa có thể nào thử mà trận bán thần kẹp với con thêm ở giữa nhỉ? Con thêm hai ở giữa tanh. Trên thêm hai thì tanh nó không tốt bằng bằng con một con voi ba rồi, nhưng mà trường hợp không có thì đành phải chịu thôi chứ biết sao. Cái này uy tín hơn em. Cái này cũng cũng ngon đấy. À, còn cái này uy tín hơn. À, thế này chịu rồi. Cái này thì sức mạnh cũng khá là mắc pinh đấy. Đánh trợ thủ quá nhỉ. 13. Giấc mơ là mình để mình đánh con mấy con kia không? Có giấc mơ nào không? Cái gì này? Bạn này chắc là anh nguyên tố rồi này. Không khác được. Quên mất bến rồng bên kia lên. Thường nếu mà còn có mỗi con rồng mà không có thương cũng không để trong góc đâu, để trong góc nó hơi hơi tù tí. Lùm bùa này cứng ấy chứ. Lau ulti phát nữa này. Tù đen ulti được phát nữa này. Rồng thôi thì chắc đôi rồi. Rồng trí hồn à. Ừ, thế là quả rồng để rồng trong góc này cũng trí phết. Lâu giết được nó phết. Để mình để thọc thương bên kia. Phát rôn. Cái chờ thôi anh em ơi, không có gì. Không gì đâu. Chiêu chiêu thôi, chiêu chiêu thôi. Không có voi giờ này, không có voi chắc mình bán bạn nguyên tối. Không chờ nữa. Pháp sư. Magic pervades everything. Water is the origin of all life. Tí nha em nha, tí nha. Ờ, đợi tí đã. Floor, mình bỏ con đa si đi không? Kiếm thêm một con trợ thủ nữa. Bốn trợ thủ bốn ấy mà, bốn trợ thủ bốn hắc ám mà. Ừ.
Nacot cầm đồ này, rồng cầm đồ này, Nacot cầm đồ này. Chắc thế thôi chắc. Rồng 9 con, nắc 8 con, tìm thêm một tí nữa. Aneta 2, thì con Alice. Alice thôi, Alice kiếm được dễ mà anh em. Không khó đâu. Thên này, có thên này, Butterfly Alice đây này. Bà bán thần thì đi này, bán thần thì đi, Alice thêm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, đi luôn này. Butterfly đi luôn này, Omen đi vào. 4 hắc ám, 3 trợ thủ. Ở đây. Trong Arduin bay nhé, Arduin bay đi, con rồng này thổi nó góc này đi, cái này này đứng đây, này đứng đây, này đứng đây, này đứng đây. Ra con này đứng đây ngon hơn, này đứng đây ngon hơn, này đứng đây ngon hơn. Rồng thổi chéo góc này và mình có thể mình tìm con rồng một tí nữa không? Alice có một con rồng 8 con, nắc 8 con. Có đi rắc luôn này. Alice bán đi mua lại được không nhỉ? Thêm tí tiền để eco anh em ơi. Để bán đi mua lại phát nhé. Là con ulti được một phát. Tìm dòng 2 nắc 2 đã xong rồi mình mới lên 9 vội nhá anh em nhé. Cũng không vội nhưng mà ý là xong rồi mình mới lên 9 được. Bạn này thắng mình à? Căng đấy. Thiếu chi hồn. Đẹp ngon. Thế thì mình sẽ đánh cái này, mình cần con rồng mình thổi luôn đúng không? Thế mình sẽ đánh cái này cho con rồng và mình sẽ đánh cái này cho con Nakazot đi, hai con Nakazot đi. Câm lặng cho con rồng này đi. Thế sai nhỉ? Rắc vào này, rồng thổi này. Hai con này vào đây. Tiếp đi. Mình rắc nữa. Ngọc đại cho con này, cái này cho con rồng, cái ngọc đại này trang cho con Nacot và cái này trang cho Nacot, ok. Chưa check nhà được phát anh em ơi nhưng mà không chắc không sao. Xuống này rồng thổi được luôn mà Nacot sẽ đánh từ 1 2 phát. Rồng còn 8 con, nắp mình đang còn 7 con. Khá đắt quá. Check thương các nhà nhé. Cái này chắc thương các nhà nữa. Xong mình sẽ eco lên 9 lấy thêm con thên này. À mình bỏ con một con Omen đi mà. À mình bỏ con một con Arduin đi mà. Chưa tải, chưa tải. Quên đấy, quên đấy, quên đấy, quên đấy. Arduin này bỏ đi được rồi. Nên luôn anh em ơi, không có thời gian mà chờ đợi đâu. Thêm tí nữa mình cho đồ nó ra cho nó sau nhé. Một thương bắt đáy bên kia. Thương bắt đáy bên kia thôi đúng không? Còn yêu cầu gì nữa không các bạn? Còn con cát sang đây bắt mình này. Con cắt sau đây bắt con thêm mình nhưng mà không sao đâu, mình sẽ chơi bằng rồng nắng nắc là chính thôi. Nga có bạn này truy hồn, căng đét. Phải đét bạn này khỏe mình này, thêm bổ. Khỏe mình ấy em ơi. 7 máu bạn này. Rồng 6 con. Thắng tìm rồng 2 phát nhé. Xong mình lên 9, lên 9 thì thêm con cát nếu mà có. Cát chưa có sách thánh đúng không? Có liềm. Chắc eco lên 9 rồi nhỉ anh em nhỉ? Eco lên 9. Rồng 5, 4, nắc 4. Ok. Thôi lần này lên 9 rồi anh em ơi. Không chờ hơn nữa. Mình thấy khỏe. Có con cát à? Nhiều bạn phải thế. Bạn nào cũng khỏe vậy. Tất nhiên mình cũng khỏe nhưng mà nó có thể vẫn này đứng cạnh con rồng thì con rồng nó ulti luôn nhá. Những này chơi kiểu thế này thôi. Mình cần thêm sách thánh cho con cát thôi. Liềm cho con cát. Sách thánh cho con cát. Cho ra thêm
Và cái đồ đồ gì ném ra thế nhỉ? Thỏ tí vàng em. Chưa nhận thỏ thôi. Rồng 6 nấc 3. Bốn nhà này hắc ám này. Ý nhà ma tộc này cọc hết vào đầu anh em ơi. Muốn làm gì cái nhà ma tộc này? Có một cái câm lặng đúng không? Thêm 2 luôn này, điên rồ ghê. Cho Omen 2 đồ này nhỉ. Mang 3 đồ. Thêm cầm mỗi cái này trông cũng yên tâm lắm. Mình cho thêm đồ anh em ơi. Con này mình muốn con câm lặng và con giờ câm lặng con này. Một con Forecast này mình phải câm lặng cơ anh em ơi. Còn não một cái này trông ghét không? Cái nào lấy được 2. Còn thêm 2. Kết. Con này cần thêm cầm thêm tí đồ mana nữa để ném cái liềm sang cho con Omen. Omen thì nữa lấy cho con cát, con cát 3 đồ đấy. Lấy truy hồn nhỉ? Truy hồn. Thôi vào góc con cát anh em ơi. Dí con cát. Phải dí bạn đấy đấy. Bạn này mình không dí được và mình cũng hơi téo. Ôi góc này đẹp này. Góc này đẹp đét. Trời ơi. Góc đẹp quá. À, này xuống đây, đằng này lên đây đi. Mà lốc xuống kia sẽ gặp con Aneta này mình. Cho Alice vào đây nó cầm lặng luôn không nhỉ. Thôi không cần. Ico lên 9 à. Hay đi tìm dầu tìm nắp đi anh em ơi. Mình nghĩ tìm dầu tìm nắp là ok này. Tìm con rồng 2, tìm nắc 2. Thì ra có khi Ico nó cũng lên được. Không cần tìm. Ico là lên. Nắc kia thì tính truy hồn rồi này. Nhưng mà con rồng này nó lúc này làm hết rồi. Gì bạn này các bạn. Mình giết được một mạng con Forecast này thôi. Nhưng mà con Forecast này còn một mạng nữa em ấy. Thế là mình cho con Forecast này mình người sang bên kia này. Mình sẽ có con Forecast vào đây. Đứng vào góc này. Thì con ma lốc này sẽ bị nhảy và nó sẽ đi sang con ma von cát này và nó sẽ chơi von cát này một lúc lâu. Thì mình trong lúc đấy thì mình sẽ cố gắng để con rồng nó dọn cỗ bên kia anh em. Mình có thể để con đi rắc mình vào đây nữa. Thì cho con ma lốc nó nhảy xong con này nó sẽ đi sang con này. Kỳ ta. Không sao, để thế này tạm đi đã. Mà rồi gặp bạn đấy thì mình vẫn chết thôi. Mình gặp bạn đấy nhắm mình cũng không cát nhiều đồ lắm. Đổi con teo nữa này. Ma lốc xuống đây. Này giờ thì sao? À gặp bạn này à. Thổi được con teo này. À, có ulti được này. Mà teo chưa chết. Sắp chết. Đi rắc sấy này. Rồng thổi một phát chi hồn là con Zanacot này, Nacot chém thường một phát thôi. Thêm đứng choáng nãy giờ vậy. Thêm bổ một phát đi em. Ok này. Gì con này nó còn có giáp bổ bệnh này. Trông lực điền không kìa anh em ơi. Tím nhỉ. Chiến thuật mới à. Thêm còn 6 con để chơi đi.
Đây mình sẽ để này nhá, thì mình nghĩ cái thương này sẽ bắt vào con này xong rồi đi bộ sang đây xong rồi nó đi sẽ đi bộ sang thẳng đây luôn. Đi rắc xong con rồng mình thổi vào góc kia sẽ có chi hồi cho nó. Đi rắc đứng đây, thêm đứng góc kia nó sẽ bổ ngược lại. Chắc này ok. Nếu bạn kia không có thay đổi gì. Ừ, bạn đang có thay đổi gì không? Nào, teo bạn ấy sẽ bắn thẳng à? Thẳng con rồng mình à? À, bắn chéo à? Nagot không làm gì được à? Rồi, Nagot đứng yên luôn kìa. Malok thì sắp chết này. Thổi được con Magot. Ui, nó còn cái liềm hay cái gì đấy, nó còn sống được kìa. Búp, búp, búp. May. Hơi may rồi đấy. Cả cái bạo này đều cân nhau anh em ơi. Nhưng mình mấy con này đang một, quan trọng mấy con này mình lên một con gì hai. Rồng hai, Dirac hai, Sephira hai, Nakot, à con Volcat hai. Chơi được. Rồi gặp bạn kia đúng không? Bạn kia thì đánh thế nào nhỉ? Nhưng bạn Minh Khôi đúng không? Nakot xuống đây, rồng thổi teo góc kia. Volcat là mình muốn thổi Volcat này, Volcat này không có đồ. Mình có thể để bạn này mình đẩy con rồng ra góc cũng được, người thổi chéo bạn này cũng được, nhưng mà nó có để bên cạnh à, không ngon lắm nhỉ. Rồng ra góc chéo à, thổi vào góc teo à. Teo này rồng đây rồi em, thì mình sẽ thử một con rồng ở góc tầm chéo này ngược lại. Đây đi, tạm mình như thế đi, phát chéo bằng góc kia đi. Từ Eco chậm chậm tí nhá. Mình cố gắng lấy top 1 trận này tí. Top 1 lắm rồi, lâu lắm được top 1 rồi. Giáp của mệnh chăng? Vòng sau lên, không vội anh em ơi. Không gì vội cả. Nga có thể thêm một cái liềm nhé. Và cái này sẽ nhầm thêm. Xong mình để sang góc bên kia. Bên kia nhá. Volcat 3 đồ, căng đét. Đấy càng đấy, theo đế. Thêm xuống đây. Thêm không có choi thì mang teo này cũng không ulti được luôn. Gì đây? Thêm con gì đây? Nakot à? Cho bạn thêm Nakot. Thổi góc này một phát nhá anh em nhá. Thổi góc này một phát đấy. Này đi. Đó mình sẽ thổi được xoắn chéo con kia, chéo con teo. Teo ăn đam không? Ok, teo ăn đam. Thêm bổ, ok. Không còn mỹ mãn này. Không còn gì hơn được nữa. Chôn quả này đẹp quá này. Chôn đúng cái con mình cầm truy hồn của mình á. Rồi nhưng mà không có gì viết con Volcat này. Chết. Không chết. Mình chết. Sao mình sẽ thêm con Volcat bây giờ? Bạn Dũng này vẫn còn sống không? Bạn Dũng này chết rồi. Thế mình nhìn chơi bạn này thôi. Bạn này không có thương. Đúng không? Ngon hơn một tí. Nhưng mình nghĩ chắc thắng được bạn này đâu. Mình tìm cách giết được con Volcat này. Truy hồn rồi mong lấy trong này cho Volcat nhé. Liềm cho con cát nhé, tốc đánh cho con cát nhé. Chỉ mạng này cho na cót đi. Nếu cho ai. Và con cát mình sẽ đứng vào đây là vừa. Nhầm, không phải đứng vào đấy đâu. Mình sẽ đứng vào đây. Đó, là vừa. Và mình sẽ muốn có con D-Rock 2. Mình muốn có con cát 2. Mình muốn có tất cả mọi thứ 2 đi. Nhưng mà không ai cho mình à? Có vẻ là không ai cho mình thật anh em ơi. D-Rock 2 này. Gì kia? Cờ red bà. Thú vị thật, Hansohi thú vị thật. Con cát này mình dính truy hồn rồi mà sao nó vẫn sống xấu nhỉ? Con cờ red bà ấy làm sao con xử con cờ red bà đấy anh em? Khỏe nhỉ? 47.000 nam. Đảo góc không anh? Đảo góc sang bên kia không anh? Đỡ phải gặp con vô cát này, con vô cát này đi xuống nó đỡ gặp vào đây không? Rồng mình đứng ở trong góc hẳn không? Nhưng mà rồng mình đứng trong góc hẳn, Nakot nó vẫn xuống chui vào. Không làm gì được thật. Hai con Nakot này chui ở góc giữa đúng không? Mình sẽ đẩy con Nakot sang, nhưng mà con Nakot mình phải đứng cạnh con rồng. Không được anh em ơi, Nakot mình phải đứng con rồng mới ulti được. Buồn là như thế. Con cát đứng sang bên này, thêm đứng sang đáy kia. Alice đứng sang đây, Sephira đứng sang đây, này đứng sang đây, này đứng sang đây. Đẩy sang góc bên này sẽ đi bộ bên kia.
Lên chéo góc. Ôi, cái này hơi chéo tí mà không sao nha. Chưa mà này ở đâu? Chưa mà này mình cũng chả biết ở đâu luôn này. Cái thổi chéo góc này, con cát tính truy hồn này này. Mình một phát bạn này đi luôn cơ anh em, không bạn này sống một giây nữa là mình cũng hơi kéo. Đi luôn không? Khó lắm, khó lắm. Cái trận trước mình thua là vì con cát nó đi xuống con chỗ con rồng mình sớm quá nhỉ. Chỗ này con rồng vẫn thổi vào con cát nhưng mà nó không bị đi xuống chỗ con... Chưa đi à? Chưa đi thì cũng Han Sohi phết đấy. Thú vị thật đấy. Rồi bạn ấy đổi gì không? Không đổi gì thì mình vẫn y nguyên đấy thôi. Nhưng mà chỗ này Nacot chui được vào đây ngon này. Chỗ này Nacot chui được vào đây đúng ngon luôn này. Đổi gì không? Câm lặng. Câm lặng luôn. Thêm xuống kia ok. Tất cả đi sang góc đấy hết này. Ui đẹp quá này. Này nó đẹp hơn góc vừa rồi cơ anh em. Nacot này không ăn thua đâu. Thắng rồi. À được, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa thắng, chưa được ăn mừng. Không được gáy, không được gáy em ơi. Không được gáy sớm nữa. Ok, gáy rồi. Anywho, mình ở đây là chắc là cũng kết thúc rồi. 5 giờ. Mình kết thúc rồi. Bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.